Theo số liệu thống kê tháng 7 năm 2019, ước tính Việt Nam xuất siêu 200 triệu đô la Mỹ và tính chung cả 7 tháng năm 2019, ước tính cả nước xuất siêu 1,8 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt trên 288 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 145 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 12,2%, cao hơn tốc độ tăng 5,6% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, nhìn chung năm nay tình hình xuất khẩu gặp khá nhiều khó khăn và việc lặp lại thành tích như năm 2018 được dự báo sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, các hiệp định thương mại tự do FTA được kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa Việt Nam gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới. Về phía Bộ Công Thương, để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện CPTPP, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận diện cơ hội và thách thức của các FTA song phương, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc tập trung lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể.